Trong thời gian tới, song song với việc triển khai dịch vụ công mức độ 3 thì Hà Nội sẽ triển khai thí điểm đăng ký giấy khai sinh và trả giấy khai sinh qua mạng. Theo đó thì bắt đầu từ tháng 8 sẽ triển khai thí điểm hệ thống đăng ký doanh nghiệp qua Internet. Theo đó, thành phố đã chọn hai quận là Long Biên và Nam Từ Liêm để triển khai thí điểm cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp phường. Trước tiên là cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực tư pháp, liên thông thủ tục hành chính với công an và bảo hiểm xã hội. Dự kiến đến hết ngày 10 tháng 8, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 sẽ chính thức sử dụng tại 144 phường thuộc 10 quận còn lại của thành phố và đến hết năm 2016 sẽ triển khai tại tất cả các xã phường của thành phố Hà Nội. Đáng chú ý là song song với việc triển khai dịch vụ công mức độ 3, thành phố sẽ triển khai thí điểm mức độ 4 trên mạng như là đăng ký giấy khai sinh và trả giấy khai sinh qua mạng. Đồng thời, Hà Nội phấn đấu từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, toàn bộ hệ thống đăng ký doanh nghiệp trên môi trường mạng bắt đầu thực hiện thí điểm từ 1 tháng 8.